Chào các cậu đã quay trở lại với kênh YouTube của Sellista. Cho những bạn nào chưa biết đến Sellista thì chúng mình là một nhóm những bạn trẻ đam mê tìm hiểu và mong muốn hướng cộng đồng skincare tới một làn da căng bóng đúng chuẩn Hàn Quốc. Và mình là Ngọc Diệp sẽ cùng đồng hành với các bạn trong video lần này. Các bạn ơi, vậy là mùa thu sắp tới rồi. Vào cái mùa này thì da chúng mình sẽ trở nên là đỏng đảnh hơn rất là nhiều này. Có những bạn thì sẽ cảm thấy là bị khô hơn này, thiếu mịn màng. Ngoài ra thì sẽ còn có bị mẩn đỏ nữa. Chính vì vậy, routine dưỡng da lần này sẽ là giúp tăng hàng rào bảo vệ cũng như là cấp ẩm, giúp chúng mình khỏe mạnh từ sâu bên trong các cậu nhé. Và bây giờ cũng là lúc điều chỉnh lại routine dưỡng da của chúng mình từ những sản phẩm khoáng nhẹ, kiềm dầu sang những sản phẩm có khả năng cấp ẩm cũng như là giúp làn da trở nên êm ái hơn. Nào, còn chần chừ gì nữa, hãy cùng Diệp bắt đầu video ngay thôi. Với các bước làm sạch thì Diệp khuyên mọi người là nên chọn những cái sản phẩm hiệu quả làm sạch tốt nhưng mà không hề gây khô da. Thay vào đó thì mình có thể chọn những cái sản phẩm sữa rửa mặt dạng kem này, tạo bọt mềm mịn, cũng hoặc là có thể chọn dạng gel thì bước làm sạch nó sẽ êm ái. Đặc biệt với những cái dòng sữa rửa mặt như thế này thì hiệu quả làm sạch trên da khá là tốt mà lại không hề gây khô căng kít cho da đâu các cậu nhé. Đối với cái bước làm sạch thì tớ gợi ý cho các cậu đấy chính là bạn Roundlab 1025 Double Cleanser. Bạn này thì sẽ có chứa bộ 3 thành phần là B5 này, Allantoin và Ceramide. Những cái thành phần này đều là những cái thành phần làm dịu cấp ẩm cho da rất là tốt. Cái texture của bạn này thì tớ thấy là sẽ là kiểu dạng kem mềm các cậu nhé. Sau khi mà chúng mình rửa thì sẽ là có tạo bọt vừa đủ. Ngoài ra thì độ pH của bạn này sẽ vào khoảng tầm độ 5 cho đến 6. Và Diệp cảm thấy là sau khi mà rửa xong cũng sẽ không có cảm giác là căng khô da mặt. Và Diệp recommend cái sản phẩm Brow Lab này và cho mẹ bầu hoặc là cho những cái làn da mà nhạy cảm nhất các cậu nhé. Với khoảng thời gian này thì Diệp nghĩ thành phần dưỡng da cũng là một trong những điều rất là quan trọng. Việc chọn thành phần dưỡng da thì nên chọn những cái thành phần có khả năng là củng cố hàng rào bảo vệ này, giữ cho da mình luôn khỏe mạnh dù là môi trường hay là thời tiết tác động. Diệp khuyên vào thời gian này các cậu nên giảm tần suất dùng những thành phần đặc trị như là AHA, BHA, retinoid hay tretinoin. Chúng mình nên dùng tuần khoảng 1 đến 2 lần thôi, bởi vì khi mà dùng nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ cũng như là mất đi cái độ ẩm nhanh chóng các cậu nhé. Cùng với đó thì chúng mình nên thêm vào routine dưỡng da những thành phần mà có khả năng là củng cố hàng rào bảo vệ như là niacinamide này, betanol, ceramide và peptide các cậu nhé. Với bước này Diệp gợi ý cho các cậu sản phẩm D-Bomb 10% niacinamide của nhà Rich & Rogers. Bạn này sẽ có chứa 10% niacinamide hay còn gọi là vitamin B3 kết hợp với cả zinc CPCA có hiệu quả là kháng viêm này, từ đó sẽ giải quyết những cái vấn đề về mụn. Đồng thời bạn này sẽ còn có tác dụng là dưỡng sáng và tăng cái độ hàng rào bảo vệ. Kết cấu thì như Diệp thử ý, bạn này ấm khá là nhanh. Một cái điểm Diệp rất thích là dù có apply nhiều layer của serum thì cũng sẽ không hề gây bí da này. Ngoài ra thì bạn này sẽ có một cái độ ẩm nhất định, khoảng tầm độ 1 đến 2 phút là nó thẩm thấu vào da rồi. Chăm sóc da chắc chắn là không thể thiếu được bước đắp mặt nạ đúng không? Nếu như mà mùa hè chúng mình chọn những cái dòng mặt nạ đất sét có thể cải thiện được tình trạng là kiềm dầu này, với những cái làn da mà lỗ chân lông to, dầu mụn và nhiều sự nã nhờn, thì mùa này Diệp thấy là đã hanh khô hơn rất là nhiều. Diệp khuyên là chúng mình nên chọn những cái dòng mask mà có hiệu quả là cấp ẩm, làm dịu da cũng như là tăng cái hàng rào bảo vệ da lên các cậu nhé. Diệp đã từng dùng rất là nhiều loại mặt nạ rồi, tuy nhiên thì vẫn thích nhất là dòng Rovectin Dr. Mask Aqua này. Bạn này thì sẽ có một cái thiết kế phù hợp với size nhỏ, mặt nhỏ của người châu Á và cái chất mask thì mỏng tang luôn. Sau khi dùng thì sẽ có hiệu quả là mướt mịn, và Diệp có đọc cái bảng thành phần thì đã hiểu được lý do vì sao. Đấy chính là bảng thành phần bạn ấy sẽ có chứa tận 7 loại hyaluronic acid. Ngoài ra thì sẽ còn có chứa thêm cả vitamin E này và betanol, giúp làm dịu và chống lão hóa, kiểu sẽ giúp cho da mình trở nên là săn chắc hơn ý. Diệp thường dùng cái bảng mask này vào mỗi buổi tối sau bước làm sạch để thư giãn sau một ngày dài làm việc. Tuy nhiên thì chúng mình có thể dùng trước lớp make up để cho cái lớp nền không bị kết ki và căng bóng hơn giống với chị Hàn Quốc các cậu nhé. Bước tiếp theo đó chính là bước dưỡng ẩm. Dù da cậu có là da gì đi nữa, da khô, da dầu hay là da hỗn hợp, thì việc chọn một kem dưỡng phù hợp với da cũng là một điều rất là quan trọng. Đặc biệt là khi thời tiết trở lạnh,
và chúng mình nên sở hữu kem dưỡng có hiệu quả cấp ẩm này, duy trì độ ẩm, bảo vệ hàng rào của da, đặc biệt là những cái bạn mà đang dùng treatment gây khô da như là BHA và retinol các cậu nhé. Chúng mình vẫn có thể sử dụng kem dưỡng có texture mỏng nhẹ, thấm nhanh. Tuy nhiên thì hãy lưu ý những cái thành phần trong kem dưỡng nên là những cái thành phần mà trước đấy tôi đã đề cập như là B5 này, ceramide hay là peptide, những cái thành phần mà có axit béo giúp tăng hàng rào bảo vệ cho da nhé. Hai loại kem dưỡng mà tôi muốn giới thiệu đấy chính là Burito B5 Pantenol Barrier Cream và bạn New Barrier Enhanced Moist Cream. Hai bạn này thì có hiệu quả cấp ẩm rất là tốt. Đầu tiên là sẽ nói đến bạn Burito. Bạn Burito thì sẽ có chứa 10% B5 kết hợp thêm rau má này và squalene. Cái này thì sẽ có tác dụng là cấp ẩm này, làm dịu da, giúp hạn chế được những cái tác động từ môi trường bên ngoài. Texture thì tớ thấy là mỏng nhẹ, dạng gel và không có mùi. Bạn Burito này thì tớ sẽ recommend cho những cái làn da mà da dầu hoặc là da nhạy cảm các cậu nhé. Ngoài ra thì bạn Real Barrier tớ thấy là texture khá là dày và phù hợp với những cái làn da khô, rất khô các cậu nhé. Về bảng thành phần thì bạn này sẽ có sở hữu công nghệ MLE độc quyền và chứa nhiều ceramide được cấp bằng sáng chế, có hiệu quả là tăng cái hàng rào bảo vệ của da cũng như là giúp da có độ đàn hồi hơn nhé. Cuối cùng chắc chắn là không thể thiếu được bước kem chống nắng rồi. Đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta nên dùng những cái kem chống nắng hữu cơ hay còn gọi là kem chống nắng hóa học và kem chống nắng light với khả năng là cấp ẩm này cho một cái lớp finish bóng mịn. Làn da của chúng mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn so với những cái dòng kem chống nắng vật lý và đặc biệt là những cái bạn da từ hỗn hợp khô đến khô nhé các cậu nhé. Bản thân Điệp thấy rằng nếu như dùng kem chống nắng kiềm dầu vào thời điểm này thì cái làn da của mình cũng như cái lớp nền nó sẽ bị mốc và sẽ bị kết ki, trông rất là mất thẩm mỹ đúng không? Nhưng mà Diệp thấy rằng thời điểm này nên chọn những cái dòng kem chống nắng mà có độ ẩm này, rồi không bị gây vón cục và đỡ bí cho da nhất nhá. Cầm trên tay Diệp đây chính là hai bạn kem chống nắng mà Diệp cực kỳ muốn recommend cho các bạn. Đầu tiên là bạn Makeram UV Daily Sun Flood và bạn thứ hai là Round Lab Bird Juice Sun Cream. Cả hai bạn thì sẽ đều có những cái ưu điểm riêng. Đầu tiên là bạn Makeram. Dòng Makeram thì sẽ vừa có màng lọc chống nắng hữu cơ, vừa có màng lọc chống nắng vô cơ nên là sẽ có độ ẩm nhưng mà sẽ vẫn nâng tông cho các cậu nhé, nâng tông nhẹ nhẹ thôi. Thứ hai là bạn Round Lab. Bạn này có một đặc điểm nổi bật đấy chính là chứa tận 5 màng lọc hữu cơ, chống nắng rất là tốt này. Ngoài ra thì sẽ còn có chiết xuất từ cây bạch dương, sẽ có hiệu quả là cấp ẩm cho các cậu nữa. Texture của bạn Round Lab này thì tôi thấy dạng kem nhưng mà lỏng, thấm khá là nhanh. Ngoài ra thì khi mà mình kiểu ngửi kỹ thì sẽ có một cái mùi rất thơm, nhưng mà đây sẽ không phải là hương liệu tổng hợp đâu các cậu nhé, nên là các bạn da nhạy cảm cũng không hề lo đâu. Vậy là chúng mình đã đi hết video lần này rồi. Hy vọng là trong video lần này các cậu có thể chọn được những cái sản phẩm phù hợp với da mình trong thời điểm sau mùa này nhất nhé. Có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy comment ở phía dưới để chúng tôi có thể giải đáp những thắc mắc của các cậu. Và đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Siêu Lista để đón chờ những cái video hay ho trong tương lai nhé. Bye bye.